Chào quý vị và các bạn, chúc một buổi sáng tốt lành. Thế là lại một mùa Noel nữa đến với những người dân Công giáo. Mặc dù nhiều người không phải là giáo dân, nhưng ngày lễ Noel vẫn là một ngày hội để người ta chúc nhau những lời chúc tốt đẹp. Đêm qua, Hà Nội cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước tưng bừng và nhộn nhịp đón lễ Noel. Chúc mọi người đêm Noel năm nay được vui khỏe. Và có nhiều cái niềm vui trong cuộc sống mới. Chúng tôi chỉ mong muốn lên đây làm thế nào mà đảm bảo giữ được trật tự. Chúc mọi sự tốt đẹp, luôn luôn may mắn đến mọi nhà thôi. Mình là người ở thành phố Hồ Chí Minh, mình ra đây. Lần đầu tiên mình giữ cái Noel của năm 98 của Hà Nội, mình rất vui. Thế chúc là mọi người sẽ gặp may mắn à? Mình cũng chúc như vậy. Khác với mọi năm, Noel năm nay Hà Nội không mưa và trời cũng chỉ hơi se lạnh, đủ để cho người ta diện đồ cùng nhau ra phố chung vui. Mới từ chập tối, các dòng người đã cùng đổ dồn về xung quanh bờ hồ và điểm chính là nhà thờ lớn. Mặc dù không phải ai cũng có thể tham dự buổi lễ nở đêm trong nhà thờ, nhưng người ta vẫn cứ theo nhau đến đây để được hưởng một bầu không khí Giáng sinh gần gũi và ấm áp nhất. Một không khí của ngày hội đã tràn ngập xung quanh nhà thờ lớn, trang hoàng rực rỡ cùng một dàn nhạc với những bản thánh ca đã làm ấm áp và rạng rỡ thêm trong đêm Chúa Giáng sinh. Dòng người vẫn còn tiếp tục đổ về các nhà thờ trong đêm nay cùng với lời cầu chúc bằng an. Có lẽ phải đến rạng sáng ngày mai người ta mới trở về nhà sau một đêm lễ hội. Và một ngày mới sẽ lại bắt đầu với những ước mơ và những niềm hy vọng mới. Tiếp theo sẽ là những tin tức đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm vừa có cuộc đi thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ về các vấn đề y tế, văn hóa xã hội, giáo dục, môi trường và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Phó Thủ tướng đã nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của Phú Thọ trong năm qua. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn sau khi tái lập, nhưng đến nay tỉnh Phú Thọ cũng đã thực hiện tốt các khâu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, điều chỉnh cơ cấu đầu tư. Tại đây, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cũng đã thông báo những định hướng lớn trong năm 99 của chính phủ. Đó là tiếp tục tập trung đầu tư cho phát triển nông nghiệp nông thôn, trong đó đặc biệt chú trọng đến vấn đề thủy lợi và áp dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp. Về lĩnh vực văn hóa, Phó Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh Phú Thọ cần tập trung vào công tác dạy nghề, tạo việc làm cho nhân dân. Đồng thời, tỉnh cũng cần phải coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế có trình độ chuyên sâu và triển khai mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, nhất là vấn nạn về ma túy. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cũng đã tới thăm Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bệnh viện tỉnh Phú Thọ và tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng đang điều dưỡng tại bệnh viện. Ngành y tế Việt Nam đã có những đóng góp vô cùng to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ khi có công đoàn ngành y tế ra đời, thì việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân ngày càng được đẩy mạnh. Công đoàn y tế luôn luôn động viên giúp đỡ đoàn viên của mình cả về vật chất lẫn tinh thần, để họ hăng hái, lao động hết mình, phục vụ cho người bệnh. Trong không khí vui mừng kỷ niệm 41 năm thành lập công đoàn ngành y tế tại Hà Nội, các đoàn viên công đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng 3. Theo thông báo của Sở Thương mại Hà Nội, kế hoạch di chuyển các lò giết mổ gia súc ra ven nội sẽ được thực hiện đúng vào ngày 1 tháng 1 năm 99 như kế hoạch đã đề ra. Hiện nay, mới chỉ có 2 trong số 6 khu giết mổ tập trung theo như quy hoạch của thành phố được xây dựng xong. 2 lò giết mổ trên được đặt tại Lương Yên và Tựu Liệt. Tính đến cuối tháng 12, toàn thành phố còn 67 điểm giết mổ trong nội thành. Một nửa trong số này không có giấy đăng ký kinh doanh và quy mô giết mổ vẫn không giảm vì nhiều chủ lò mổ đã hợp tác với nhau. Trên thực tế là một bên phải thực hiện dứt điểm chủ trương của thành phố, một bên là cơ sở hạ tầng chưa hoàn thành. Sở Thương mại đưa ra giải pháp nếu như lò mổ tư nhân nào chưa thuê được lò mổ tại Lương Yên và Tựu Liệt, nhưng có giấy đăng ký kinh doanh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì vẫn được tồn tại cho đến khi hoàn thành 4 địa điểm giết mổ còn lại. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất khẩu được trên 32.000 tấn chè khô, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Theo Tổng Công ty Chè Việt Nam, sản lượng chè khô của cả nước trong năm nay ước đạt 51.000 tấn, giảm 20% so với năm ngoái, trong đó xuất khẩu đạt 35.000 tấn. Được biết, diện tích trồng chè của cả nước hiện đạt 70.000 ha và có thể tăng lên 74.000 ha vào năm tới. Bộ Thương mại đã đưa ra mục tiêu xuất khẩu cà phê năm 99 ở mức tối thiểu là 360.000 tấn, đạt kim ngạch 500 triệu đô la, và tối đa là 380.000 tấn, đạt 560 triệu đô la.
để tăng hiệu quả xuất khẩu, bảo đảm uy tín của cà phê trên thị trường thế giới, Bộ Thương mại dự kiến sẽ thiết lập trở lại chế độ đầu mối, xuất khẩu, cùng các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn hoạch định phương án liên kết chào giá và đề nghị chính phủ phê duyệt khoảng 60 tỷ đồng trong kế hoạch 599 để đầu tư thiết bị chế biến cho 17 nông trường có sản lượng cà phê trên 1.000 tấn một năm, nâng sản lượng cà phê chất lượng cao lên thêm khoảng 25.000 tấn. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu sóng thần là các loại bàn ghế, tủ, giường, đũa, muỗng bằng gỗ cao su. Năm 98, mặc dù gặp nhiều khó khăn về vốn, nhưng xí nghiệp vẫn xuất khẩu được hơn 2 triệu đô la sản phẩm, tăng gần gấp 2 lần so với kế hoạch. Dự kiến năm 99, xí nghiệp phấn đấu đạt kế hoạch xuất nhập khẩu hơn 4 triệu đô la. Từ đầu năm đến nay, doanh số cho vay ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện miền núi Đông Xuân, tỉnh Phú Yên là 20 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng đã dành 4 tỷ đồng cho hơn 2.500 lượt hộ nghèo vay vốn để phát triển chăn nuôi và trồng trọt. Trung bình mỗi hộ được vay 2,3 triệu đồng. Nhờ sử dụng đúng mục đích nên 600 hộ đã thoát cảnh đói nghèo. Năm 99, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đông Xuân sẽ tăng nguồn vốn cho vay từ 4 tỷ đồng lên 7,5 tỷ đồng và cho trên 3.000 hộ nghèo được vay vốn, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo. Để giúp cho chương trình giáo dục trẻ chậm phát triển tâm thần, Ủy ban 2 Hà Lan đã cử 2 chuyên gia là giáo viên đặc biệt và cử nhân tâm lý chuyên về trẻ chậm phát triển tâm thần, đào tạo cho Việt Nam 2 năm rưỡi một đội ngũ giáo viên nòng cốt về vấn đề này. Cùng với chương trình giáo dục, trong 2 năm qua tại Bệnh viện Tâm thần, hàng ngày đã có hàng trăm lượt người tới khám và hướng dẫn tại Trung tâm Sao Mai để can thiệp sớm trẻ chậm phát triển tâm thần, tạo cơ hội cho các em vào học các lớp đặc biệt trong các trường tiểu học để nhanh chóng tái hòa nhập với cộng đồng sau này. Hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12, ngày hôm qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức meeting hưởng ứng tại Hà Nội. Với mục đích tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, coi công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình là một trong những nội dung chính trong chương trình công tác. Những năm qua, Ủy ban đã và đang tập trung triển khai nhiều cuộc vận động toàn dân xây dựng cuộc sống mới.